phương tiện tác chiến không người lái mặt nước USV của Ukraine đang là mối đe dọa lớn đối với hạm đội Biển Đen. Theo truyền thông phương Tây, các tàu hải quân của Nga đã trải qua quá trình hiện đại hóa cần thiết. Trong số chiến hạm được nâng cấp, có ít nhất một tàu đổ bộ. Mặc dù các đặc điểm chính xác của gói hiện đại hóa vẫn chưa được tiết lộ, nhưng tờ Pentapostigmer lưu ý rằng hệ thống tác chiến mới có thể là sự kết hợp giữa khí tài giám sát quang học và radar, cũng như thiết bị sonar, tạo thành một không gian phòng thủ xung quanh mỗi con tàu. Dữ liệu thu thập được sau đó sẽ chuyển đến các trạm kiểm soát vũ khí, cho biết mức độ tích hợp nhất định của cảm biến. Điều này cung cấp sự bảo vệ đáng tin cậy chống lại các cuộc tấn công bằng phương tiện tác chiến không người lái trên biển. Ukraine không dựa quá nhiều vào thành công của mỗi cuộc tập kích đơn lẻ, mà họ trông đợi vào sự hoang mang trong lực lượng hải quân Nga, sự gia tăng mức độ lo lắng trong việc loay hoay bịt lỗ hổng phòng thủ đối với tàu mặt nước. Kyiv cũng đẩy mạnh nghiên cứu các khía cạnh chiến thuật cho hoạt động của USV. Như ấn phẩm Pentapostigmer lưu ý, các tàu không người lái của Ukraine thường nhỏ và rất khó bị phát hiện, nhưng chúng lại không được bảo vệ đặc biệt khỏi các biện pháp đối phó do vai trò cảm từ một chiều của chúng. Rất có thể cả quân đội Nga và Ukraine đều đang học hỏi từ mỗi cuộc tấn công. Người Nga đang tìm cách phát hiện và can thiệp tốt hơn vào những chiếc USV như vậy, trong khi phía Ukraine nỗ lực phát hiện những điểm yếu của Nga, bài báo viết. Hai cuộc tấn công bằng tàu không người lái trên biển diễn ra vào ngày 16 và 17 tháng 7 ở phía Bắc Biển Đen và Cầu Kirk đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Hải quân Nga, khiến lực lượng này phải đẩy nhanh kế hoạch nâng cấp tất cả các tàu chiến của mình. Một báo cáo trên tờ Izvestia cho biết các hệ thống tác chiến điện tử của Nga đã được bổ sung cùng với các điểm bắn đặc biệt để bảo vệ các con tàu và cơ sở hạ tầng khỏi sự tấn công của tàu không người lái USV trên biển. 4 trong 6 cuộc tấn công được tiến hành bởi các USV là nhằm vào hạm đội hải quân Nga, bao gồm cả cuộc tấn công ngày 16 tháng 7 vừa qua xảy ra ở phía Bắc Biển Đen, gần thành phố Sevastopol nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen. Cuộc tấn công đầu tiên xảy ra vào tháng 10 năm 2022 với 9 máy bay không người lái và 7 USV trên biển. Nỗ lực thứ hai diễn ra vào ngày 23 tháng 3 năm 2023 với 3 USV, trong khi đợt tấn công thứ ba xảy ra vào ngày 24 tháng 4 chỉ có 2 USV tham gia. Cuộc tấn công thứ tư được ghi nhận vào ngày 12 tháng 6. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu thu thập thông tin tình báo Proyezovai đã bị tấn công bởi 6 tàu không người lái trên Biển Đen. Cuộc tấn công thứ năm diễn ra vào sáng sớm ngày 16 tháng 7 với sự tham gia của 7 UAV và 2 USV. Lực lượng phòng không và hạm đội Biển Đen Nga đã kịp thời ngăn chặn và không có thiệt hại nào được ghi nhận. Một đoạn video cũng được công bố cho thấy các loạt đạn từ nhiều hướng khác nhau đã bắn hạ một chiếc USV. Mới đây nhất là cuộc tấn công trong đêm ngày 17 tháng 7 của 2 USV vào cầu Kirk. Cuộc tấn công này đã phá hủy một đoạn của cây cầu dài 18 km nối Nga với bán đảo Crimea. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết cuộc tấn công đã khiến hai người lớn thiệt mạng và làm bị thương một đứa trẻ. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga về cuộc tấn công ngày 16 tháng 7 cho biết các hệ thống phòng không và chiến tranh điện tử Nga đã tiêu diệt các phương tiện không người lái cả trên biển và trên không ở khoảng cách rất xa so với bờ biển. Trong đó, hệ thống tác chiến điện tử đã ngăn chặn 5 UAV, 2 chiếc USV còn lại bị tiêu diệt bởi hỏa lực súng máy 14,5mm trên các tàu chiến. Đối phương rất linh hoạt, họ tích cực sử dụng máy bay không người lái trên không cũng như đưa vào sử dụng những chiếc tàu không người lái trên mặt nước, chuyên gia quân sự Samuel Bendet cho biết. Các USV tấn công cảm từ của Ukraine được thiết kế nhỏ gọn và rất cơ động, hiện vẫn chưa có các biện pháp đối phó hiệu quả với những thiết bị này. Ông Bendet nói với Eurasian Times, thực tế là Ukraine đang khiến hải quân Nga phải trả giá đắt bằng cách dùng các USV nhỏ, giá rẻ nhằm vào các tàu và cơ sở hạ tầng quan trọng. Để bảo vệ và chống lại các cuộc tấn công như vậy, có nghĩa là quân đội Nga phải luôn trong tình trạng cảnh giác và mức độ căng thẳng cao. Một phân tích trước đó của Eurasian Times sau cuộc tấn công ngày 24 tháng 4 chỉ ra rằng Ukraine có một kho USV khá lớn nhưng họ chưa thực sự sử dụng. Có lẽ Ukraine sẽ sử dụng chúng một cách tiết kiệm và có chiến lược trong thời gian tới. Trong khi đó, những người lính hải quân Nga cũng đã phải căng thẳng đối phó với các cuộc tấn công kéo dài bởi các USV Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với trang tin Pravda vào ngày tháng 4, một người lính Nga cũng chỉ ra sự nguy hiểm của những chiếc USV. Những chiếc tàu nhảy qua những con sóng liên tục thay đổi hướng đi. Đây là vũ khí khá nguy hiểm và cần phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp đối phó. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cho đến nay, Nga đã củng cố hạm đội của mình
và đạt được khả năng bảo vệ khá cao trước các cuộc tấn công từ phương tiện không người lái trên biển. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.